là mọi người. Tiếp theo hôm nay là chị sử dụng cái combo mà hôm qua mình đã thắng con Astro's Vegan đó. Thì mình sẽ test với những cái con quay mà quay phải chế độ low mode nha, để thử coi là nó thắng được nhiều hay không ha. Thank you.